Không nên chờ đợi. Tôi đã nói rồi, sáng hôm nay một mình Thanh Thanh theo tôi lên núi là được rồi, mà ông lại đòi theo chi vậy? Bạn không chịu để cho bọn gia nhân đi theo, tôi không có yên tâm, nên đương nhiên là phải đi theo rồi. Tôi chỉ đi dân hương thôi, đâu cần gì phải rầm rộ vậy. Trước kia tôi chỉ đi một mình đó thôi. Bây giờ khác rồi, sức khỏe của bà. Trời ơi, cái cậu chết vậy này. Sức một chút xíu nữa là ta bị té rồi đó. Dầm cầu gỗ này sắp gãy rồi. Ông mong mọi người đến sửa lại đi, đây là việc làm tốt đó. Hả? Hại tôi suýt ngã, còn muốn tôi bỏ tiền ra sửa nữa hả? Lão gia à. Được được, tôi về đến nhà sẽ kêu người đến sửa liền được chưa? Quang Hỷ. Sư huynh à, gia đình Thanh Thanh đến rồi kìa. Xin chào Dương Viên Ngoại, Dương Phu Nhân, Thanh Thanh. Tuần qua, Quang Hỷ chào các chú. Dương Phu Nhân, bà đến để dân hương đó hả? Vậy thì xin mời ba vị hãy đi theo tôi. Mẹ ơi, con muốn đi chơi với Quang Hỷ. Vậy phải còn đợi xem Quang Hỷ có rảnh hay không đã. Để cứ đi đi, công việc còn lại cứ để huynh lo cho. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi. Đừng có chạy xa quá nghe không? Dạ con biết rồi. Trời ơi, cha nhìn kia, nghe vậy nguy hiểm quá. Phải, nhưng tiếc là cha không có mang đồ nghề theo. Hay là vậy, con mang số củi này lên chợ trước đi, để cha về lấy đồ nghề sửa. Dạ. Quang Hỷ ơi, chúng ta đi chơi trò trốn tìm đi có được không? Được chứ, vậy ai là người trốn? Tất nhiên là mình rồi, bạn đi tìm nha. Được, để tôi bắt đầu đếm nha. Không được nhìn trộm đó. Tôi buôn bán cũng được. Đó là vì tôi có lòng kiên trì, luôn đợi cho thời cơ chín mùi thì tôi mới ra tay. Sư phụ không phải là người buôn bán, ông không nên bàn những chuyện thế tục này. Không sao đâu, Dương Viên Ngoại nói không sai. Có rất nhiều cơ duyên cần phải chờ đợi, nhưng bà phát thiện tâm làm việc tốt thì không cần phải chờ. Bảy, tám, chín, mười, mười một. Trốn ở đâu để Quang Hỷ không tìm thấy? Mười hai, mười ba. Tôi đếm xong rồi, bạn trốn xong chưa? Ba, mẹ ơi, cứu con với. Hả, Thanh Thanh, bạn ở đâu vậy? Quang Hỷ ơi, mình ở đây nè. Thanh Thanh, để tôi kéo bạn lên nha. Thôi đừng kéo nữa, không đau quá. Thanh Thanh, bạn thử nhảy xuống luôn đi, tôi sẽ đỡ bạn nha. Mình không dám đâu, mình sợ lắm. Vậy phải làm sao bây giờ? Quang Hỷ à, chú làm gì ở dưới đó vậy? Sư phụ mau lên đi, mau lên đi. Qua đây coi nè. Sư phụ coi nè, chính là ở đây đó. Quang Hỷ à, để đừng có kéo sư phụ như vậy chứ. Con nghe nói Dương Viên Ngoại định xây một cây cầu đá đó. Nè, nhanh lên chút đi. Dạ. Các người đừng có rệ rạ nữa đó. Dạ được rồi, nhanh lên. Phát thiện tâm làm việc tốt thực sự không nên chờ đợi. Nam mô A Di Đà Phật.
No.